Tác động của dịch COVID-19 đối với ngành du lịch nói chung và du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế khá nặng nề. Các cơ sở du lịch đóng cửa hoặc hoạt động cầm chừng, nhân sự ngành du lịch đa phần chuyển đổi nghề nghiệp. Tổn thất đó khiến cho du lịch Thừa Thiên Huế gặp nhiều khó khăn khi bước vào giai đoạn bình thường mới và mở cửa du lịch trở lại trong gần 3 tháng trước. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh ủy, sự điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, ngành du lịch đã và đang từng bước vượt qua khó khăn, điều chỉnh hoạt động, tái xây dựng nguồn nhân lực, kết nối cộng đồng và xã hội có hiệu quả để bước vào thời kỳ mới. Sau gần 2 năm đóng băng vì dịch COVID-19, từ tháng 12 năm 2021, tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai đón và phục vụ khách du lịch đến từ các vùng dịch an toàn, kích cầu du lịch nội tỉnh như một thử nghiệm để sau đó dần mở cửa phù hợp với tình hình thực tế. Các hoạt động du lịch của Thừa Thiên Huế được khôi phục từng bước và đã cho thấy hiệu quả khi lượng khách đến Thừa Thiên Huế tăng dần trong điều kiện vẫn đảm bảo được an toàn phòng chống dịch. Trong vòng 4 tháng, từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, khách du lịch dần trở lại đã tạo nên một không khí kinh tế xã hội khác hẳn cho địa phương. Ngành du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, có sự kết nối và tham gia của nhiều ngành nghề khác nhau, của nhiều sở ban ngành cũng cùng đồng hành, phối hợp thì mới tạo nên được cái sức mạnh, cái sự phát triển chung của du lịch địa phương. Và đặc biệt là cái vai trò của cộng đồng, người dân cũng rất là quan trọng. Bởi vì chính cộng đồng, người dân địa phương là những chủ thể, những người sẽ góp phần tạo dựng được cái hình ảnh của du lịch Thừa Thiên Huế, cũng như là tham gia một số cái hoạt động, hình thành một số cái sản phẩm du lịch, góp phần đa dạng hóa dịch vụ cũng như các sản phẩm của điểm đến Thừa Thiên Huế. Có thể nói, để chuẩn bị cho sự trở lại của du lịch, tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã mạnh dạn chỉ đạo các ban ngành liên quan tìm các phương án hoạt động, các phương thức kết nối, thể hiện tốt hơn bản sắc văn hóa, đa dạng hóa dịch vụ làm nền tảng cho việc hồi sinh ban đầu. Các cuộc kiểm tra cơ sở, gặp gỡ các nhà đầu tư, tìm hiểu nguồn nhân lực đã được lãnh đạo tỉnh quan tâm thực hiện. Điều đáng ghi nhận chính là sự hô hởi, hợp tác tích cực của người dân trong quá trình này, cho thấy sự chủ động và hào hứng để trở lại sau dịch COVID-19. Một lần nào đến Huế cũng là một cái cảm xúc mình rất là kiểu như là vui vẻ, hạnh phúc và rất là có ấn tượng với Huế. Vì bản thân là cái phong cảnh của Huế, cái di tích của Huế đã là nổi tiếng của đất nước mình rồi. Nói chung là rất nhiều lần cô đến Huế, chưa lần nào gặp được những cái trường hợp mà được xem ca trù Huế như thế này. Đây là một niềm cảm thấy là cô cảm thấy rất là tự hào ấy, bởi vì người Việt Hà Nội, Việt Nam mà vẫn chưa được xem ở ca trù trực tiếp, thì hôm nay đến là cô cũng cảm thấy là hơi ngỡ ngàng nữa. Thực hiện cái chủ trương chỉ đạo của chính phủ về thích ứng an toàn trong điều kiện bình thường mới, trong thời gian qua thì Ủy ban tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan ban ngành, các địa phương, đặc biệt là ngành du lịch đã triển khai các giải pháp đồng bộ để có thể tái khôi phục lại cái ngành du lịch của tỉnh Thừa Thiên Huế. Và những tín hiệu rất là đáng vui mừng từ Tết Nguyên Đán đến nay thì lượng khách đến Thừa Thiên Huế rất là cao và đem đến một cái diện mạo mới cho ngành du lịch nói riêng và trong góp phần phát triển kinh tế xã hội cho địa phương. Qua đó, ngành du lịch đã từng bước tổ chức các hoạt động, tạo bước khởi đầu tích cực qua từng hoạt động văn hóa lễ hội, hoạt động cộng đồng khác. Điểm nhấn của từng hoạt động này chính là người dân đã vượt qua sự lo ngại dịch bùng phát trở lại mà tham gia tích cực hơn từng việc nhỏ đến lớn để tạo sự thành công về mặt hình ảnh. Nhờ đó, khi mạnh dạn mở cửa hoàn toàn ngành du lịch, Thừa Thiên Huế đã thực sự chuẩn bị đầy đủ và kỹ lưỡng những khả năng vốn có của mình để làm sao mang lại một cảm giác an toàn, thân thiện để du khách cảm thấy thoải mái trong quá trình trải nghiệm du lịch ở Thừa Thiên Huế. Để đón đầu cơ hội mới khi dịch bệnh cơ bản đã được khống chế, Thừa Thiên Huế chuẩn bị sẵn sàng các phương án đón khách du lịch trong và sau các kỳ nghỉ lễ Tết. Khách đến đông nên công suất phòng bình quân của các cơ sở lưu trú du lịch trong các ngày nghỉ lễ ước đạt từ 65 đến 70%. Đặc biệt, số lượng khách đến Thừa Thiên Huế tăng trưởng mạnh trong 3 tháng qua. Thống kê cho thấy quý 1 năm 2022, Thừa Thiên Huế với các phương án đảm bảo an toàn dịch bệnh đã đón được gần 300.000 lượt khách,
tăng 90% so với cùng kỳ năm 2021. Trên đà phục hồi đó, qua tháng 4 và tháng 5 năm 2022, khách du lịch càng trở lại nhiều hơn nữa, mang lại giá trị kinh tế cho địa phương ngày một nhiều hơn. Những con số thống kê có thể chưa đầy đủ, nhưng cho thấy tín hiệu phục hồi tích cực của du lịch vùng đất cố đô Huế. Chúng tôi cũng thường xuyên có sự kết nối, trao đổi với các nhóm cộng đồng. Ngoài nhóm cộng đồng doanh nghiệp của Hiệp hội Doanh nghiệp Thừa Thiên Huế, thì tôi có kết nối với các địa phương, các huyện, thị xã, kể cả những huyện, thị xã vùng cao như A Lưới hay Nam Đông, để thứ nhất là chia sẻ các thông tin, thứ hai là tổ chức những cái chương trình khảo sát, đánh giá để giúp cho các nhóm cộng đồng hoàn thiện hơn những cái sản phẩm du lịch của mình, đồng thời kết nối các doanh nghiệp du lịch, các nhất là các đơn vị lữ hành với các nhóm cộng đồng đó, để hình thành thêm những chương trình tour hoặc là hình thành thêm một số cái sản phẩm du lịch phù hợp với cái nhu cầu thị hiếu của du khách hiện nay. Đối với khách du lịch nội địa, ngành du lịch Thừa Thiên Huế triển khai các gói combo sản phẩm, dịch vụ khuyến mại giảm giá, chương trình tour du lịch khép kín, ưu đãi hấp dẫn. Trong đó tập trung chủ yếu vào các gói sản phẩm dịch vụ, chương trình du lịch trọn gói gắn với sản phẩm du lịch sinh thái an toàn, phù hợp cho khách lẻ, các nhóm nhỏ hoặc gia đình đi ngắn ngày, trong ngày và vào các dịp cuối tuần. Đồng thời đẩy mạnh khai thác các sản phẩm du lịch ẩm thực, du lịch y tế, chăm sóc sức khỏe, du lịch xanh, bền vững, các sản phẩm du lịch sinh thái gắn với sông hồ, suối thác và đầm phá, xây dựng các sản phẩm du lịch cộng đồng sinh thái. Ngành du lịch Thừa Thiên Huế cũng đã sẵn sàng các phương án như chuẩn bị các sản phẩm đón khách quốc tế với các tour du lịch trọn gói, du lịch nghỉ dưỡng. Ở chỗ chúng tôi thì là khu nghỉ dưỡng, cho nên khách đến đây hầu hết là với tâm thế rất là thoải mái, thư giãn, nên chúng tôi chọn cái phong cách là đào tạo nhân viên ngay từ vòng đầu tiên. Mình chọn nhân viên hoặc là mình vào mình đào tạo, mình dạy họ, và trong quá trình đó mình cũng thường xuyên nhắc nhở với cái tâm thế là khách đến để nghỉ dưỡng. Và đặc biệt là trong quá trình chào đón du khách quay trở lại thì chúng tôi cũng đã có áp dụng thêm những cái biện pháp và những cái chính sách nó rất là phù hợp với cái chủ trương hiện tại. Tôi đưa ra một ví dụ điển hình như là khi chào đón du khách quay trở lại thì nếu như mà có bất cứ một cái dấu hiệu gì xảy ra, là như là du khách đang có dấu hiệu là bị nhiễm bệnh COVID, thì chúng tôi sẽ, khách sạn chúng tôi đã có những cái khu vực cách ly riêng dành cho khách và đảm bảo là sẽ an toàn cho những khách còn lại. Bên cạnh đó, tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp chống dịch để đảm bảo du khách yên tâm khi đến Huế. Để hỗ trợ ngành du lịch phục hồi nhanh, địa phương đã triển khai việc giảm một số loại phí, chính sách hỗ trợ lao động thất nghiệp, nghỉ việc tạm thời đối với nguồn nhân lực trong ngành du lịch, đồng thời tăng cường công tác xúc tiến quảng bá điểm đến, đẩy mạnh hợp tác giữa các điểm du lịch, vùng liên kết du lịch và các địa phương du lịch nhằm hỗ trợ và nâng cao giá trị các điểm đến du lịch để đón khách trong trạng thái bình thường mới. Đồng thời, theo chính sách, chương trình hỗ trợ nằm trong kế hoạch mở cửa hoàn toàn đón khách quốc tế và nội địa, triển khai hoạt động phục hồi kích cầu du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với các đơn vị liên quan, nghiên cứu, xây dựng phương án tăng, giảm phí, giá vé các điểm tham quan di tích phù hợp với thực tế hiện nay. Ngoài ra, có chính sách giảm 5% giá nước kinh doanh cho các cơ sở lưu trú du lịch trong các quý 2 năm 2022 hoặc thời điểm thích hợp khác trong năm 2022. Khi tình hình dịch khách đã gần như là cũng làm cho mọi người, nhân viên ở đây cũng như là ngành du lịch cảm thấy khởi sắc hơn, khách hứa đông vui hơn, nên thành ra là mọi người đang rất là phấn khởi để chuẩn bị bắt đầu một cái bắt đầu mới, nhiều hy vọng cũng như là để đón chờ những cái lượt khách mới, hy vọng và sớm trở lại như những ngày tháng trước đây. Định hướng của ngành du lịch Thừa Thiên Huế là hướng đến những dòng khách trải nghiệm thực sự, ẩm thực, nghỉ dưỡng, chủ trọng thu hút khách lưu trú dài ngày hơn, trải nghiệm nhiều hoạt động, sử dụng nhiều dịch vụ hơn để có sự tăng trưởng tốt về nguồn thu dịch vụ du lịch. Điều này cũng phù hợp với xu thế du lịch gia đình có điều kiện sẵn sàng chi trả cao để có sự an toàn, đẳng cấp. Để làm được điều này, trong giai đoạn mới, ngành du lịch của Thừa Thiên Huế xác định cần phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về tư duy, nhận thức trong xác định mục tiêu phát triển, hướng đến hình thành một ngành du lịch đẳng cấp. Ngành cũng cần có kế hoạch truyền thông, thông điệp tuyên truyền cho du lịch Huế, nhấn mạnh an toàn để khai thác du lịch. Lâu dài sẽ phát triển Thừa Thiên Huế trở thành điểm đến hàng đầu cho du lịch xanh và bền vững tại Việt Nam.
Thấy sự đã đồng hành rất quyết liệt với các cái công ty du lịch để cùng khảo sát lại, đánh giá lại các dịch vụ mà chúng ta đã bị ảnh hưởng bởi dịch Covid trong 2 năm vừa rồi. Và những cái hoạt động như thế này thì nó sẽ tạo ra một cái lực đẩy để chúng ta hoàn chỉnh dịch vụ để chuẩn bị cho cái mùa khách sắp đến. Kể từ khi Chính phủ Việt Nam công bố mở cửa du lịch từ 15 tháng 3 năm 2022, thì tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch để đón khách quốc tế hoặc là kích cầu du lịch nội địa. Và trong đó cái vai trò của Sở Du lịch cùng các doanh nghiệp du lịch với Hiệp hội Du lịch tỉnh cũng rất là quan trọng. Chúng tôi cũng đã cùng phối hợp thường xuyên trao đổi thông tin, rồi triển khai một số cái hoạt động khảo sát hoặc là tọa đàm để cùng làm thế nào hình thành nên thêm nhiều những cái sản phẩm du lịch mới. Phải nói rằng sự đổi mới du lịch của tỉnh Thừa Thiên Huế sau quá trình thực hiện bình thường mới chính là từ đổi mới hoạt động của chính mình bằng việc huy động sức mạnh nội lực cộng đồng. Một trong những điểm nhấn của du lịch Thừa Thiên Huế là sản phẩm Festival Bốn Mùa. Các sự kiện văn hóa thể thao du lịch trong khuôn khổ Festival Huế 2022 được tổ chức liên tục kéo dài. Gần nhất là chương trình lễ hội mùa hạ diễn ra từ tháng 4 tới tháng 6 với rất nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc như Festival Diều Huế, Ngày hội Huế Kinh đô ẩm thực, chương trình đại lễ Vê Sắc, tuần lễ ẩm thực chay, Ngày hội Sanh Huế, Ngày hội áo dài. Đặc biệt, tuần lễ Festival Huế 2022 Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển diễn ra từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, quy tụ các đoàn nghệ thuật đặc sắc của Huế, các đoàn, nhóm nghệ thuật và các sĩ độc lập có tính đặc thù, có chất lượng nghệ thuật cao ở các vùng văn hóa của Việt Nam và quốc tế sẽ là một điểm nhấn đáng chú ý. Ngay từ đầu năm, thì theo chỉ đạo chung, ngành du lịch cũng đã quảng bá truyền thông chuỗi hoạt động sự kiện diễn ra trải đều trong các tháng của năm. Và điểm nhấn là vào tháng 6, từ 25 cho đến 30 tháng 6. Và ngoài việc quảng bá truyền thông trên các kênh thông tin của ngành du lịch trên mạng xã hội do phía du lịch kết nối một số đơn vị như là TikTok, là Facebook hay Zalo để cập nhật các hoạt động, các chương trình sự kiện của Festival Huế 2022. Nhiều hãng du lịch quốc tế cũng đã cử các nhóm khảo sát, đặc biệt là các hãng từ châu Âu, là từ các nước Đông Nam Á, là cả Hàn Quốc, Nhật Bản đều đã có những cái chương trình khảo sát đến Thừa Thiên Huế. Ngoài ra thì Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã ban hành cái kế hoạch tổ chức các hoạt động lễ hội thể dục thể thao trong cái thời gian qua để làm đa dạng các hoạt động cũng như các sản phẩm du lịch để phục vụ du khách trong và ngoài nước, tiến hành công việc truyền thông một cách rộng rãi, tuyên truyền quảng bá về du lịch đến khách trong nước và quốc tế để chúng ta có thể thực hiện tốt được cái thu hút càng nhiều các khách du lịch đến địa phương. Với phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, đảm bảo phát triển kinh tế xã hội, các sự kiện trong khuôn khổ Festival Huế 2022 được tổ chức theo khung thời gian hợp lý sẽ là tín hiệu mạnh mẽ cho hình ảnh du lịch Thừa Thiên Huế sau một thời gian. Qua đó, với sự tập trung cao độ cho sự thành công của sự kiện, vốn được xem là hội tụ sức hút du lịch Thừa Thiên Huế trên nền tảng bản sắc văn hóa, Festival Huế 2022 không chỉ là hoạt động văn hóa du lịch mà còn là hoạt động chính trị xã hội của tỉnh nhà. Điều này thể hiện nỗ lực và quyết tâm lớn của tỉnh Thừa Thiên Huế với nhiều hy vọng về phát triển văn hóa, kinh tế, du lịch trong giai đoạn hiện nay.